Mình tên là Tú và năm nay là mình 42 tuổi. Trước kia mình bị nám là sau khi mình sinh cháu thứ ba ấy, thì là cái phần da của mình nó có xuất hiện những cái nốm nám, những cái nốm nám trên gò má này, thậm chí là những cái phần nám màng. Nói chung là cái làn da của mình không được được nhiều màu. Và mình cũng đã đi tìm rất là nhiều cái biện pháp để điều trị, giống như là bắn laser và một số các cái biện pháp khác, nhưng mà mình thấy cũng mất rất là nhiều thời gian, tốn kém và cũng không được đạt được hiệu quả cao. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, chứ mình cũng cảm thấy như là mình không được tự tin. Mình không được tự tin khi mình tiếp xúc với những người đối diện với mình ấy. Hoặc là trước kia thì làn da của mình nó cũng rất là đẹp, thế bây giờ dưng da thay đổi mình cũng cảm thấy rất là ái ngại. Mình biết đến cái sản phẩm của Formyhub này là do có một cái chị bạn chị giới thiệu, và mình cũng rất là tò mò vì là chị đã dùng cái sản phẩm này và chị nói rằng nó rất là hiệu quả, giá thành thì cũng không cao lắm, và thứ ba nữa là nó tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mình. Sau một tháng mình sử dụng cái bộ sản phẩm Formyhub này này, mình cảm thấy cải thiện rõ ràng trên cái gương mặt của mình, những cái vùng nám mà xuất hiện ở vùng gò má gần như hoàn toàn đã biến mất, và cái làn da của mình nó đã được sáng đồng đều màu. Mình thật sự rất hài lòng với sản phẩm Formyhub.